đạo nghĩa đạo hiếu của bổn phận người con người cháu
trước thay mặt cho chư tôn đức tăng ni cũng thành thật chia buồn cùng gia đình tăng gia hiếu quyến đã mất đi một người mẹ, một người bà thân thương khả kính. Gia đình đã mất mát một cái tình thương vô cùng to lớn. Trong kinh Đức Phật cũng đã dạy, ở trên đời có nhiều thứ ơn, nhưng ơn nào cũng không qua ơn dưỡng dục sinh thành. Vì cha mẹ, ông bà là người sanh ta, nuôi ta từ khôn lớn, có mặt trên cõi đời này, có cuộc sống được an vui, gia đình hạnh phúc, tất cả là nhờ cha, nhờ mẹ, ông bà đã ban tặng cho chúng ta. Cho nên cái công đức sanh thành mong lâu dưỡng dục đó quý như trời biển. Như trong kinh Thiên Thi Tiểu Nhã có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề trúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã thù lao, dục báo thâm ân hiều thiên dũng cực. Nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ ơn cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ hãm bồng, trời cao vời vợi khó mong đáp đền. Để nói lên cái tinh thần hiếu đạo nó cao tột, nó vô bờ bến, mà bộ phận làm con làm cháu chúng ta không bao giờ đền đáp cho hết được. Vì vậy chúng ta bổn phận làm con làm cháu phải hết lòng thờ kính cha mẹ ông bà hiện tiền cũng như quá vãng, thì chúng ta lo tiết độ hương hồn cũng như tế lệ phụng thờ của người con hiếu thảo. Và hôm nay nhân ngày tạ thế của hương linh của bà Nguyễn Thị Vang, hưởng thọ 94 tuổi, từ trần ngày 28 tháng 11 năm Kỷ Sửu. Chư tôn, quý vị, gia đình tăng gia hiếu quyến, vì để báo đáp phần nào công đức sanh thành công lao dưỡng dục, cho nên thành tâm kiền tịnh, chư tôn đức tăng ni về tại gia đường nhân ngày tang lễ để thiết trai cúng dường cầu siêu bạc tiến. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho linh của bà được vãng sanh lạc quốc. Về đây chư tăng, tôn đức tăng ni cũng thành tâm cũng tán thán cái công đức của quý vị và lòng hiếu đạo của quý vị nạp thọ phẩm vật cúng dường này, và nhất cố nhất kệ cầu kinh siêu độ, cầu nguyện cho hương linh của cụ bà được vãng sanh lạc quốc, và cũng nạp thọ lễ phẩm vật cúng dường này cho gia đình tăng quyến được trường thừa công đức. Vậy quý vị đứng dậy lễ Phật, lễ tổ chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, trên chư tôn thiện đức đã chứng minh nạp thọ cho lời, và còn ban cho tăng quyến chúng con những lời pháp vô cùng quý báu. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. A Di Đà Phật, chúng con xin cung kính chư tôn thiện. Kim lê vừa lớn chiên đàn thấp sông ra chơi đào đang bơi thương hiện thành mây bao kiếp gần như vàng đo đi ngọn hương tí Thank you.
chiếc áo mẹ may.
trông gái con đi, bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre, trường làng ngày xưa ê a những khi chưa hè. Giật mình hôm nay con hay mái tóc đĩnh xương là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con. Giật mình hôm nay con hay mái tóc điểm xương là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con. Giật mình hôm nay con hay mái tóc điểm xương là bao nhiêu tháng năm mỏi mòn vì con. Vai gánh nặng muôn nghìn điều khó nhọc, đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm. Đường thiên lý vai mang chân bước vô, mẹ trọn đời gian khổ nuôi đàn con.
đến mẹ hiền con thương vô vàn. Những tháng ngày dài mẹ trọn đời gian khổ nuôi đàn con.